Rồi, trước mắt với em là một cây hải châu, một cây dòng cây quen thuộc. Một cây hải châu cây này cũng 10B nặng tay. Cây này thì hàng cũng chuyển thế, cây cũng khá là duyên cây. Cây đang cho hoa và trái. Xíu nữa bên sang thì sẽ quay gần hơn với anh xem. Đây là hàng chuyển thế của anh, hàng chuyển thế cho nên là nó tương đối, hiện tại nó tương đối còn nhiều kẽm nha. Thì, tuy nhiên thì cây nó cũng đã thuần rồi và phát triển rất tốt và để cho hoa trái. Của anh em cũng cứ an tâm chơi thôi, không có gì phải phân vân nha. Cây đã khỏe và cây hải châu dần này trái cực đẹp nha. Rồi, quên xem thì đo thông số cho của anh em tham khảo, quý em có xem kỹ video nha. Rồi, cái quanh cây có quanh là 24 nha, 24. Và cái hoành thân, cái hoành thân này thì nó tầm khoảng 7 cm của này, 7 cm nha. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 43 và tổng tán khoảng 52 của này, 52 theo chiều này là tổng tán 52 và theo cái chiều ngang, theo cái chiều ngang thì nó tầm khoảng 50 luôn nha. Đến cái đầu phủ tán á thì cái chậu này là chậu quạt, chậu quạt thì cái ngang chậu thì nó là 38 và chiều cao là 20. Thì bữa nay em cố gắng ta xem chi tiết video nha để chúng ta nắm rõ thông số. Rồi kính mời bữa nay em xem phần chi tiết cây, phần đế cây. Chai này phần đế cũng tương đối cũng ok, thì nó thân nó nhỏ, tại đây là hàng chuyển thế nha, nhưng mà cái phần đế nó cũng chơi được, giá giao lưu cũng hữu nghị. Phần chi cành thì làm rất kỹ, của anh em thông cảm, tại vì cây này thì hàng chuyển thế cho nên là nó kẽm nó hơi nhiều, nhưng mà một cái dòng cây trái cực kỳ đẹp luôn. Của anh em xem trái nè, đang cho bún hoa, cây nó khỏe mạnh nha, cây nó khỏe mạnh thì nó mới cho hoa trái nha quý anh em. Khỏe mạnh và nó già, chỉ cần nó già thì nó cho trái. Hiện tại thì cũng lác đác, cái phần ngọn thì chưa thấy, phần ngọn thì chưa thấy trái. Cây này thì cũng khá là duyên cây nha, bộ tán rất là đẹp quý anh em, bộ tán rất đẹp. Quý anh em xem cái bộ tán từ trên xuống dưới này khá là ok nha, khá là duyên cây. Cây này hàng tầm trung, một người bên nặng tay. Hàng này của anh em chơi người ta bơi, một người bên người ta nặng tay cũng vẫn chơi được, ban công bằng tràng cũng vẫn trang trí được nha. Rồi kính mời của anh em xem tổng thể cây. Rồi chúng ta chơi đây là người ta chơi mặt tiền, cái này là 4 mạch tương đối là đẹp nha, giá cũng rất hữu nghị của anh em giao lưu. Rồi cây hải châu này thì bên sân thì giao lưu của anh em giá là 2 triệu 2, 2 triệu 2 bên sân thì bao ship nha. Rồi 2 triệu 2 bao ship.